Ôi. Thôi dẹp đi anh em ạ. Kim ạ, cho mình phải chế một cái khung ở đây. Kim này cắt rất là thích nha anh em, cảm giác tay rất là ok nha. Còn xịn nữa, dầu nữa thì chơi cái kim này cũng rất là ok nha, cảm giác tay tạch tạch luôn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một bộ rũa mini. Bộ này gọi là đây, anh em tìm mua trên mạng nha. Ôi. Thôi dẹp đi anh em ạ. Phải dùng nhẹ tay thôi anh em. Bạo lực là không được rồi. Và rũa rất là thích, thật sự là thích. Và bé xíu à. Sẽ giúp mình rũa những cái góc cong như này, rất là ok. Lấy mặt phẳng, những cái này.